Chào tất cả các bạn nha. Buổi chiều hôm nay rất vui khi được gặp các bạn trên kênh YouTube Thành Channel. Là đầu video, Thành xin chúc tất cả các bạn luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng nha. Buổi chiều hôm nay Thành Channel lại dẫn các bạn đi thăm một nơi mà cách đây khoảng độ 10 ngày thì đưa ra được các bạn biết, nhưng hôm nay Thành dẫn các bạn vào thì chưa chắc các bạn đã nhận được ra. Xin mời các bạn đi vào bên trong cung thành nha. Đây, các bạn có biết đây là đâu không? Nếu mà Thành nói đây là mặt bằng để xây trường học và công viên, chắc các bạn cũng chỉ biết là trường học và công viên thôi, đúng không các bạn? Nhưng mà đây thực chất đó là nghĩa trang Bình Hưng Hòa đó, một nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích là hơn 40 hecta nha các bạn. Đây, giai đoạn 1 là giải tỏa trước là 12 hecta nằm bên khu Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây để giải tỏa để xây dựng công viên và trường học. Tại vì để đảm bảo môi trường vệ sinh chung của dân xung quanh thành phố cũng như là nguồn nước, cho nên là chủ trương của thành phố sẽ giải tỏa trắng nha các bạn. Đã mới cách đây khoảng độ 10 ngày thì khu vực này vẫn còn nguyên nha. Bây giờ đã mặt bằng đã xong rồi, cây cối dọn hết rồi các bạn này. Nếu mà không lâu sau thì khu vực này một thời gian nữa thì sẽ nổi lên một trường học hoặc một khu công viên giải trí cho mọi người dân thành phố xung quanh xem nha các bạn nha. Tính rộng lắm nha các bạn, 12 hecta đó, Thành không thể đi hết được đâu, Thành chỉ quay tượng trưng thôi. Còn một số ở bên trong này thì chưa giải tỏa thì ủy ban nhân thành phố mới để quận Bình Tân là để cho hết Thanh Minh nha các bạn, đợi hết khu Thanh Minh. Đây có bạn đi nhậu cái chai, đây là không, đây là nhà thiêu Bình Hưng Hòa nha. Nhà thiêu Bình Hưng Hòa này đợi khi nào giải tỏa hết 100% khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa thì cũng giải tỏa luôn nha các bạn nha. Quá trời luôn, mênh mông luôn các bạn. Đây, với cách đây khoảng 10 ngày thôi nha các bạn nha. Mênh mông luôn nha các bạn. Các bạn không nhìn nhận được ra đâu. Ở bên đằng sau là nó thiêu còn nhà dân. Đây, bãi nhà nước rắc vôi bột nha các bạn nha, để đảm bảo vệ sinh. Rất nhiều vôi bột lắm. Rộng lắm nha các bạn. Đây là khu vực nhà dân nha các bạn. Thì sự nghiệp đây ha, hai bác đang lượm ve chai.
Giai đoạn này là 12 hecta nha các bạn. Dọn cây cối đã đang chuẩn bị san lấp để trả lại mặt bằng đấy. Đây là nhà lò thiêu Bình Hưng Hòa này. Đợi khi nào giải tỏa 100% mới thôi mới giải tỏa nhé các bạn. Lớn lắm, 12 hecta không đi hết đâu. Lắm. Đây còn cây thanh giá thì vẫn còn nguyên nha các bạn, chưa giải tỏa. Khu vực này đang đợi xong thanh minh nha các bạn. Cây cối um tùm luôn. Chia sẻ cho các bạn xem nha. Diện tích là hơn 40 hecta nha các bạn, với trên dưới 60.000 ngôi mộ. Cây cối tùm luôn, chuẩn bị dọn hết. Bên trước là nhà thiêu Bình Hưng Hòa đấy. Bây giờ thì các bạn còn có thể biết được chứ, khoảng thời gian ngắn nữa thì đưa các bạn tới, các bạn không nhận được ra đâu. Một trong những nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Này đủ cái thứ luôn. Phường này mới cải táng nha các bạn. Rộng lắm. Nhiều ngôi mộ bỏ hoang. Cỏ cây tùm hết luôn. Không có người nhận luôn các bạn. Đây là nhà dân. Ông tiền, ông chích, ông thứ luôn. Cho nên là chính quyền giải phóng cũng phải thôi, giải tỏa cũng phải thôi.